Bài bài 3 nè, bài 3 nè. Tính số gam chính là tính khối lượng K CLO O3 hoặc là khối lượng của K MnO O4. Đây là hai bài nha các bạn, hai bài thì cần để điều chế ra oxy, và oxy này tác dụng với Al 5/4 4 gam, được chưa? 5/4 gam. Tính khối lượng của từng thằng này thì thứ nhất mình sẽ giải thằng này, còn thằng này các bạn tự giải nha các bạn. Thì các bạn viết cái phương trình phản ứng ra, KClO3 nhiệt độ sẽ ra là KCl cộng OO2. Thì K K 11 về, clo 11 về, oxy đây 2, đây 3, thì đây bội chung là 6, vậy đây nhân 3, đây nhân 2, đây thêm 2. Được chưa? Vậy ta lấy lượng oxy này tác dụng với Al, thì ta nhớ giúp lợ Al hóa trị 3 và oxy hóa trị 2, và mình chéo chéo vậy mình sẽ ra Al2O3 cân bằng kim loại nè. Thì các bạn thấy oxy đây lẻ không mà, các bạn double lên trước là nhân 2 đó các bạn. Đó là kỹ năng nha, đó là kỹ năng. Còn các bạn muốn cân bằng tốt thì các bạn nhớ cân bằng kim loại nè, cân bằng kim loại nè, rồi tới phi kim nè, rồi tới hydro nè, rồi tới oxy. Nếu số lẻ thì mình phải làm cho nó chẵn, còn nếu có nhóm thì các bạn phải cân bằng nhóm trước. Nhóm trước, được chưa? Rồi tiếp tục cân bằng nè, đây là mấy à, 4 nè, đây thêm thêm 4, oxy bao nhiêu à, 6, đây 2 thêm thêm 3, được chưa? Rồi thì đề bài đã cho mình khối lượng của Al, thì ta tính được số mol của Al bằng m nhỏ chia m lớn bằng 5/4 chia Al là 27. Các bạn bấm máy tính giúp lợi đi à, ra bao nhiêu à, 5.4 chia 27 bằng 5.4 chia 27 bằng ra 0.2 mol, 0.2 mol. Sau đó các bạn điền vào đúng vị trí nè, 0.2 mol. Sau đó các bạn nhân chéo chia ngang để tính số mol của oxy, 0.2, 0.2 nhân 3 bằng chia 4 bằng ra bao nhiêu à, ra 0.10 15, 0.15. Sau đó các bạn điền 0.15 vào đây và các bạn tương tự nhân chéo chia ngang, đây nhân đây chia đây sẽ ra là 0 phớt mấy à, 0.01 mol. Khi đã có số mol của thằng này rồi thì muốn tìm khối lượng của KClO3 thì ta sẽ bằng N nhân M, M lớn thì sẽ bằng 0.1 nè, 0.1 nhân M lớn của thằng này là 39 nè, cộng 35.5 nè, cộng 16 nhân nhân 3. Rồi mọi người hãy bấm ra kết quả giúp lợi đi à. Sau đó các bạn cũng tương tự giải đối với KMnO4 nha mọi người, tự giải với KMnO4.